Phúc Vy Ô Tô xin chào anh em ha. Ngày hôm nay em sẽ lên cho anh em một em xe cũng là Innova nè. Về cho anh em đi Tết chở gia đình mình đi. Cũng sắp Tết rồi anh em. Anh em hãy kiếm cho mình một em xe nào mà 7 chỗ rộng rãi, gầm cao nha anh em. Đây, Innova là sự lựa chọn mà em thấy là phù hợp nhất với anh em nào mà muốn có một em xe đi gia đình mình. Tại vì em xe này vừa rộng rãi, vừa tiết kiệm nhiên liệu, số máy chỉ 2.0 thôi anh em. Toyota Innova mà hiện tại thì giá em nó là rất là rẻ anh em, chỉ nhô 100 một xíu thôi anh em, nhô 100 xíu là có Innova 7 chỗ gầm cao mình đi rồi, mình đi gia đình đi về quê rồi anh em. Anh em nào quê ở miền Trung hay miền Bắc hoặc là miền Tây rồi á, lấy em xe này về. Em xe này là 7 chỗ gầm cao, đi rộng rãi, không gian thoáng mát cho gia đình mình đi, 7 người cũng được mà 5 người thì càng tốt luôn anh em. Mình để được rất là nhiều đồ luôn. Đó, ở bên trên thì có cái nóc đó mình có thể để đồ, nó mình ràng lại mình đi luôn anh em. Xe này phải nói là xe mình đi gia đình là quá là phù hợp luôn cho dịp Tết này nè anh em. Còn chưa đầy 2 tháng nữa là tới Tết rồi anh em. Cho nên đây cũng là thời điểm mà hợp lý nhất để anh em kiếm cho mình một em xe mình đi. Để ít bữa đây á, thì giấy tờ đồ ra nó rất là nhiều, nó rất là chồng chất. Cho nên là anh em nên tranh thủ thời điểm này là lấy cho mình một chiếc xe nhanh gọn nha anh em. Chứ tháng sau là hồ sơ nó chồng chất lên. Nhiều khi là quê Tết anh em chưa có được giấy tờ để mình đi chơi Tết luôn anh em. Em xe này chỉ nhô 100 thôi nha anh em. Toyota Innova đời 2006 mà đăng ký 2007 nha anh em. 2006 đăng ký 2007. Giá cực kỳ phải chăng luôn, đúng 138 triệu thôi anh em. Em xe Toyota Innova 138 triệu thôi là anh em đã sở hữu được một em Toyota Innova nồi đồng cối đá, trường tồn mãi theo thời gian luôn. Đời nào giờ cho dù có đời chín mấy 2000, cái dòng máy Toyota nó vẫn rất là êm, rất là đầm, rất là chắc anh em. Đặc biệt là cái dòng Innova này nữa, giá cực kỳ là phải chăng luôn, 138 triệu thôi anh em. Innova giờ mà 138 triệu anh em kiếm đâu ra em xe như thế này nữa. Còi kêu, bốn bánh quay đều, 7 chỗ gầm cao, đi gia đình thoải mái luôn. Gương thì tích hợp báo rỉ, lên cho anh em đầy đủ. Vì chắn mưa phim cách nhiệt rồi nè. Đó. Nói chung là với tầm giá này thì anh em cũng nên xem xe một cách kỹ lưỡng. Tại vì em biết là nhô 100 thì cũng là một số tiền lớn đối với nhiều anh em. Nhiều anh em để dành được cả năm mới được trăm mấy để mua cho mình một chiếc ô tô mình chạy Tết. Cho nên là em cũng hiểu, em lựa những em xe chất, xe cộp, chủ yếu là máy móc mình chạy ngon lành anh em. Chứ nhiều em xe giờ tút tá bỏ ra 10 triệu tút lại, xe đẹp nhưng mà máy móc đồ chạy một thời gian cái toàn là nằm đường không thì cũng đâu có được, xe đẹp mà nằm đường không cũng đâu được anh em. Cho nên em lựa những cái em xe nào mà máy móc ngon lành. Tại vì bên em là bao là không ngập nước nha anh em, ngập nước nha, em còn bảo hành nữa, mệt lắm anh em. Xe này em bảo hành cho mình 3 tháng nha anh em, 3 tháng luôn. Có màn hình cam lùi đầy đủ luôn. Hai vùng lạnh nè, hai dàn lạnh luôn. Rồi trần thì trần nỉ zin nha, trần nỉ zin đã bọc cái bọc ni lông này cho nó sạch sẽ cái xe của anh em luôn. Loa đồ kêu cũng rất là ngon. Nói chung mấy cái nách cửa nè, ốc ác thì nói chung sơn rồi nó cũng trầy theo thời gian thôi. Điều đó là không thể tránh khỏi. Xe này nhô 100 thôi mà, nhô 100 thôi mà đâu có được như xe mới. Xe mới giờ cũng cả tỷ rồi anh em. Innova còn cả tỷ, tỷ hơn luôn anh em. Quay kỹ luôn, quay chi tiết cho anh em xem luôn, tham khảo. Tại vì giá anh em tham khảo thì dựa vào giá nữa nha anh em. Giá em này thì chỉ nhô 100 xíu thôi, 138 triệu thôi. Mà được lớp láp rồi còn rất là đẹp. Phanh đĩa thì bốn bánh nè, lớp em mới thay cho anh em luôn, mới thay cái lớp cho anh em luôn nè. Không gian đằng sau thì Innova rộng rãi khỏi nói rồi anh em, rộng rãi mà còn được hai cái dàn lạnh nè, được anh chủ anh độ lên, rồi hai cái màn hình nè. Nhô 100 xíu thôi mà có được đầy đủ tính năng luôn anh em, thì phải nói như thế này là quá cộp rồi. Rồi tặng cho anh em cái thảm lót sàn 5D luôn nè. Kêu chỉ đồ vẫn còn nha anh em.
Tiêu chỉ này vẫn còn nè, cánh cửa này thì vẫn còn. Cốp sau của em Innova này thì rộng khó nói, em cũng đã lên nhiều Innova cho anh em xem rồi. Em này thì nay em lên thêm thôi, tại vì đợt này em hiểu là cũng gần Tết rồi, anh em còn kiếm cho mình một MC gia đình rộng rãi, cho nên em về rất là nhiều Innova. Đây là em Innova đời 2006 đăng ký 2007, giá em đang để là 138. Và bên em cũng còn rất là nhiều Innova nha anh em. Bản G cũng có, bản Z cũng có, mà nhô 200 cũng có, mà nhô 100 cũng có luôn anh em. Anh em quan tâm thì cứ liên hệ đến hai cái số hotline em để trên màn hình á. Em sẽ hỗ trợ anh em đến xem xe Innova hiện tại em rất là nhiều. Rồi anh em nào xem clip thấy xe đẹp, clip hay thì cho em một lượt like cũng như là một lượt chia sẻ cái clip này nha. Còn anh em nào mà xem clip lần đầu thì nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và bấm vào nút chuông theo dõi để cho anh em nhận được những clip hay một cách sớm nhất nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều.